Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Chủ nghĩa Mác Lê là nguyên nhân chính của sự suy thoái giáo dục. Ngày 1 tháng 11, báo Tiến Dân đăng bài Ai phải chịu trách nhiệm chính về sự suy thoái của giáo dục của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống. Tác giả nhận xét cho rằng nền giáo dục của Việt Nam vẫn phát triển như báo cáo của Thủ tướng trước Quốc hội là không đúng thực tế, còn cho rằng nó bị xuống cấp là giảm nhẹ mức độ tệ hại, có lẽ dùng từ suy thoái hoặc lạc hướng thì đúng hơn. Tác giả cho rằng giáo dục công của Việt Nam đã đi sai đường, xa vời phương châm nhân bản khai phóng mà đã làm khổ và làm hư hỏng các thế hệ trẻ, góp phần làm hủy hoại nền văn hóa dân tộc, đã làm khổ nhiều phụ huynh trong việc học của con em, làm khổ đội ngũ giáo viên bằng những việc vô bổ. Theo tác giả, nền giáo dục của Việt Nam từ sau khi thống nhất đất nước và sau cái chết của Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên thì bắt đầu sa sút. Lãnh đạo đảng và nhà nước thấy được hiện tượng đó và tìm cách đưa ra những nghị quyết để chấn chỉnh, xoa dịu. Hình ảnh, bài trên báo Tiến Dân. Tác giả dẫn ra một loạt nghị quyết về cải cách. Theo đó, khi tách ra từng câu của nghị quyết thì câu nào cũng đúng, cũng hay nhưng khi xem từng đoạn và phân tích thì mới thấy sự khập khiển lộn xộn ở nhiều nơi. Còn xét trên tổng thể thì mỗi nghị quyết là một biển ngôn từ hoa mỹ, một rừng khẩu hiệu hùng tráng mà phần lớn là rỗng tuếch. Nghị quyết nào cũng kể ra những thành tích nhiều mặt của giáo dục và điểm sơ qua vài yếu kém, đồng thời chỉ ra nguyên nhân. Nhưng chỉ là nguyên nhân hời hợt, kiểu gãy ngứa, không có nghị quyết nào đề cập đến nguyên nhân cơ bản và không quy trách nhiệm cho ai cả. Trong phần đề ra nhiệm vụ, các nghị quyết đều đưa lên hàng đầu việc bảo đảm sự lãnh đạo của đảng, với thâm ý cho rằng nếu xa rời sự lãnh đạo đó thì giáo dục sẽ đi sai đường. Tác giả cho rằng ý đó là rất sáo vẹt, tác giả chỉ ra các nghị quyết đều thiếu hai điều kiện cơ bản. Một là môi trường xã hội tương đối trong sạch, không thể nào đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong một xã hội đầy rẫy tham nhũng và tệ nạn mua bán chức quyền. Hai là, đội ngũ giáo viên có năng lực không thể nào đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục với một đội ngũ giáo viên mà phần lớn đã bị tha hóa như hiện nay. Hình ảnh đảng và nhà nước ban hành rất nhiều nghị quyết về giáo dục, nhưng càng nhiều nghị quyết thì giáo dục càng suy. Tác giả chỉ ra nguyên nhân cơ bản của việc suy thoái giáo dục, đó là sự kết hợp và cộng hưởng của một bên là những độc hại trong chủ nghĩa mát lê một bên khác là những yếu kém trong truyền thống dân tộc tác giả phân tích dân trí người việt nói chung còn thấp quen với việc lười suy nghĩ điều này dễ dàng kết hợp với chủ trương của những người truyền bá chủ nghĩa mát lê rằng phải thống nhất và độc tôn tư tưởng mọi người không cần và không được có ý nghĩ khác với lãnh đạo lãnh đạo luôn luôn đúng luôn luôn sáng suốt Người thường chỉ cần làm theo mà không được phản biện. Thế ai cần gì nền giáo dục khai phóng, chỉ cần đào tạo ra loại người chỉ biết vân lời. Chủ nghĩa mát lê, chủ trương là đề cao dùng bạo lực trong đấu tranh giai cấp, là biện pháp dùng để cướp quyền và giữ ổn định chính trị. Nó rất dễ kết hợp với tính cách hung bạo của một số người trong quần chúng cách mạng. Sự kết hợp và cộng hưởng là tự động, không có người chủ trương, không có ai lập kế hoạch và chỉ đạo nhưng phải có người chịu trách nhiệm đó là lãnh đạo của đảng cộng sản nếu xã hội việt nam không do đảng cộng sản kiên trì chủ nghĩa mát lê thì lấy đâu ra những độc hại của nó để kết hợp với những yếu kém trong truyền thống vẫn theo tác giả nguyên nhân cơ bản phải được vạch ra để có phương hướng đúng hơn trong việc phục hưng quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo chấm d với bản tin chủ nghĩa mát lê là nguyên nhân chính của sự suy thoái giáo dục. Nên kinh tế vẫn đang trên đà suy giảm và chưa có điểm dừng. Ngày 31 tháng 10, báo Tuổi trẻ có bài: Đại biểu Quốc hội doanh thu chỉ 100 tỷ, mà doanh nghiệp đóng thuế tới 45 tỷ. Tuổi trẻ cho biết chiều ngày 31 tháng 10, Quốc hội bắt đầu phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội năm 2023. Theo đó, đại biểu Dương Văn Phước, đoàn tỉnh Quảng Nam chỉ ra thực trạng là doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận vốn, gánh nặng thuế lớn và giá cả thì biến động. Tuổi trẻ dẫn lời đại biểu Phước cho hay, trong bối cảnh doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn mà chính sách thuế thì lại chưa đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Thực tế không chỉ việc áp thuế mà cách tính thuế cũng gây khó khăn. Đại biểu Phước nêu một dẫn chứng ở tỉnh Quảng Nam. Một doanh nghiệp kinh doanh sân golf với diện tích trên 60 hectare, doanh thu mỗi năm là 100 tỷ đồng, nhưng phải đóng thuế tới 45 tỷ đồng. Do các áp thuế lên cả tuyến đường chính và tổng diện tích 60 ha, nên doanh nghiệp không chịu đựng nổi. Hình ảnh bài trên báo tuổi trẻ. Nhiều người ngạc nhiên vì hiện nay hầu như tất cả các ngành nghề kinh tế đều gặp khó khăn. Tại sao đại biểu Phước lại kêu ca giúp một doanh nghiệp sân góp? Vốn không đem lại lợi ích cho nền kinh tế xã hội, mà còn là ngành nghề gây hại cho môi trường, thu hẹp đất đai canh tác, nông lâm nghiệp. Đại biểu Phước cũng chỉ ra một trong các nguyên nhân khiến giải ngân vốn đầu tư công thấp, đó là giá cả thị trường thường xuyên biến động và tăng cao, nhất là giá cả vật liệu nhân công, nhưng đơn giá nhà nước lại chậm thay đổi, quá thấp nên doanh nghiệp xây dựng thi công cầm chừng, chấp nhận chịu phạt, chậm tiến độ còn hơn là chịu thua lỗ. Tuổi trẻ tiếp tục dẫn lời đại biểu Nguyễn Đại Thắng, phó trưởng đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên cho rằng vốn đầu tư công cần bung mạnh mẽ hơn nữa để tăng tổng cầu kinh tế giúp đạt mục tiêu tăng trưởng. Ông đề nghị chính phủ cần phải có giải pháp ổn định giá vật liệu xây dựng cho các dự án, nhất là dự án giao thông, tháo gỡ vướng mắt cho thị trường bất động sản, phát triển phân khúc nhà ở vừa túi tiền cho người dân. Đây cũng là biện pháp để nhà đất trở về giá trị thực, thị trường bất động sản bền vững. Trong khi đó, Tuổi trẻ dẫn lời đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, bày tỏ lo ngại khi các động lực tăng trưởng chính như xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng đang suy giảm. Hình ảnh các doanh nghiệp đều gặp khó khăn trong kinh doanh, vậy mà còn bị chính quyền gây khó với chính sách thuế. Tuổi trẻ còn dẫn số liệu cho biết, giải ngân đầu tư công tới hết tháng 9 đạt gần 51,4% nhưng chưa đạt kỳ vọng tiêu dùng trong nước tuy có phục hồi nhưng chưa vững chắc. Xuất khẩu ước đạt 466,2 tỷ USD, giảm 8,2% dự báo. Năm nay xuất khẩu tăng trưởng âm lần đầu kể từ năm 2019. Tăng trưởng tín dụng tính đến ngày 11 tháng 10 đạt 6,29% so với năm 2022, chậm so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu nội bản tính đến tháng 6 là 3,36%, cao hơn mục tiêu đề ra là dưới 3%. Vậy là không còn như thời điểm cuối năm 2022, lúc đó dù người dân đều nhận ra những dấu hiệu của sự suy thoái kinh tế, nhưng chính phủ lại đưa ra những số liệu hết sức khả quan, như tăng trưởng đạt hơn 8%, dù chẳng ai tin vào con số này. Này chính phủ thừa nhận sự suy giảm của nền kinh tế về mọi mặt, chứng tỏ tình huống đang hết sức cam gò. Tuổi trẻ tiếp tục dẫn lời đại biểu Sơn cho rằng báo cáo chưa nêu rõ tăng trưởng tín dụng từng lĩnh vực là bao nhiêu. Do đó, đại biểu đề nghị chính phủ phân tích, đánh giá, làm rõ vấn đề, cân nhắc kỹ lưỡng, nới lỏng điều kiện cho vay, có giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy mạnh mẽ động lực tăng trưởng và kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo .d với bản tin nền kinh tế vẫn đang trên đà suy giảm và chưa có điểm dừng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, thời báo chấm d